Anh đang đến đây để phụ giúp mẹ, phụ giúp vợ. Anh chữ này là không, anh chữ này là không có tay lau mũi rồi. Chỉ có té son dừa. Không có tay lau mũi rồi. Hai tay hai bên rồi. Đấy, hai bên hai tay rồi. Vất vả quá nhờ. Rất là nghỉ nhiều. Rất là nghỉ nhiều à? Vâng. Đông lắm. Chứ con đông quá à? Là không có tay để lau mũi à? À, không có tay lau mũi nữa. Ôi ô. Này thì vất vả quá nhờ. Đấy. Đông như này đông vui mà anh nhờ. Thế này đông vui lắm. Cháu đừng trèo lên đá cao rồi nhá. Thế là hôm nay tất cả các cháu này là nghỉ học hết nhỉ? Rất là đông đây. Đây là hai thằng con trai kia là con của em gái à? Nên này nhà mưa rong non mưa đó. Rau rất là vàng mọi người. Chứ bảo mùa này là không có nước, không mưa nên là rau hay già. Cho nên là cũng phải ăn đâu không có rau ăn. Đấy, mùa trên này thì rau tự trồng trên nương cho nên là không mưa mọi người. Cho nên là hạn hán rất là cao cho nên là rau cũng vàng hết rồi. Đấy. Có lẽ mùa này rất là nóng rồi không có mưa. Đấy. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bác anh chị trở lại kênh YouTube của Mỹ Linh. Ngày hôm nay Mỹ Linh đang đi vào nhà thăm anh chứ bốn vợ mọi người nhé. Đấy xem mà tình gia đình anh chứ con cái có ốm đau gì không. Đấy xem mùa này anh chờ gia đình anh chứ đã trồng hết ngô chưa. Đấy bởi vì ở trên này thì hiện tại thì mùa rất là khô mọi người ạ. Từ Tết đến giờ là cũng chưa có thấy mưa. Đấy cho nên là tất cả đất rất là cằn khô hết đây này. Đấy không biết là anh chứ gia đình anh chứ đã trồng hết ngô chưa. Đấy thì hôm nay Mỹ Linh cũng khá là lâu rồi. Đấy, không đi thăm anh chứ thì hôm nay mình thăm anh chứ xem mà tình hình gia đình như thế nào rồi. Về phần kinh tế xem mà năm nay phát triển quy mô để trồng những cái gì. Đấy thì hôm nay là cái định lên anh chứ để thăm sự gia đình. Đấy xem mà anh chứ đó. Về cái rác hạt mùa này cũng là mùa rác hạt nên là rất là sống chưa. Đấy. Đất đây là nhánh chứ mọi người nhưng mà khô quá, đất cằn quá. Chả biết anh chứ trồng gì chưa. Mình thấy cũng gọi là thấy cày hết nương rồi. Đấy. Anh chứ thì thấy nhà đang khó khó trong nhà ra không biết là chứ có nhà không. Anh chứ xếp đá này rất là thẳng hàng mọi người ạ. Xem ra là thẳng hàng này. Không biết là toàn đá nữa mọi người nhá. Trồng ngô là rất là khó đây. Đấy, toàn đá là đá thôi. Đấy, đá rất là nhiều. Không biết là anh chưa có nhà không. Sẽ máy ở nhà chắc là anh chưa ở nhà. Anh chưa ơi. Anh chưa ơi. Quá chiều. Xin chào nhá. Tưởng anh hôm nay đi đâu rồi? Ở đây ở nhà. Đơn làm cơm ăn sáng à? Hôm nay các cháu nghỉ học nhỉ? Hôm nay thứ bảy nghỉ học nhỉ? Tưởng anh nó không có nhà. Đây, anh chứ mới mua một con chó con này nuôi rồi. Con này anh mua lâu chưa? Vừa mua à? Mua về một tuần rồi.
Ừ, con này mua về để mình trong trong nhà. À, bò anh để ra. À, con này hơn một tháng à? Con này là con cái à? À, đấy, chỉ để bò nó phát triển dần rồi mọi người. Anh thì con cái thì mình để làm giống anh nhỉ? À, em trai à? Thế là bò mình nuôi hộ à? À, nuôi chia nhau à? Thế là em trai lấy cho con trước đấy, là anh phải lấy con sau à? À, thế là chia nhau, gọi là mình nuôi hộ đúng không? À, ôi ăn kẹo, bác cho kẹo này. Đây chú cho kẹo, ăn kẹo mút đây. Đấy, xin nha. Đây đứa này nữa. Đây mỗi người một viên. Đây. Đấy. Ý, không mặc quần à? Anh không cho mặc quần à? À vào à, vừa vừa tè à? À. Thế còn à? Ừ, xin chào. Ừ, nhắc chào. Thế là hai đứa này là cháu à? À, em gái à? Đây, chú cho mỗi người một viên. Để đây, lấy kẹo này. Để một viên thôi. Một viên cho đứa bé này. Ăn kẹo không? Đấy. Vừa ăn sáng à? Mồm dĩ hết cơm rồi. Thế là anh đang nấu sáng à? Thế là ông bà ở ông bà nhà trong à anh? Thế là hôm nay tất cả các cháu này là nghỉ học hết nhỉ? Rất là đông đây. Thế là hai thằng con trai kia là con của em gái à? À. Chứ mùa này một rác hàng này bạn chuẩn bị để đi trồng ngô đây. Đấy, út thì cũng hơi lớn rồi. Đấy. Biết ăn kẹo mút chưa? Một năm thì mới biết ăn nhỉ. Cầm rồi, chứ biết chuyện đang đun nước để luộc rau ăn sáng đi trồng ngô. Anh ngô có dọn đi còn nhiều không? Đồ ăn. Đồ ăn à? Ngô ở trên gác với con gì? Còn một tí. À, với còn một tí nhỉ? Cháu thì ăn gạo. À, các cháu thì ăn gạo. Mình người lớn thì mình ăn mềm mén nhỉ. À, các cháu thì ăn cơm gạo nó mềm nó dễ ăn hơn. Mình người lớn thì mình ăn mềm mén cũng được. Thế hôm nay em gái lại đi làm rồi cháu mới ra đi chơi hả anh? Chồng không lấy rồi, chia tay rồi. Thế là thế em gái ở nhà anh hay là nó ở nhà bên nhà chồng? Đi làm ở trên đồng văn à? Đi làm rồi à? Nên thì nhà mua rau nó mua đó. Rau rất là vàng mọi người. Ông bà ta chứ bảo mùa này là không vẫn nước không mưa nên là rau hay già. Chỗ này nó cũng phải ăn đâu, không có rau ăn. Đấy, mùa trên này thì rau tự trồng trên nương cho nên là không mưa mọi người ạ. Cho nên là hạn rất là cao, cho nên là rau cũng vàng hết rồi. Đấy, có lẽ mùa này rất là nóng rồi, không có mưa. Đấy.
cho rõ này dùa cho có nó tê 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 tầm tê có này sao rõ rõ có mà có giống rồi không còn cái mỏ cửa chạm bắt sao có tiền thì tiếc dùa tiếc tê này. Nhưng mà trên này khó đấy. Đây, gia đình chuẩn bị đi làm nương. Có hai cháu và em gái nữa. À, chỉ có cháu mà mua cho nó. Ồ, sao có cứ rồi đó. Gia đình chứ đi trồng ngô mọi người. Có cả các cháu nữa đi hộ nữa đấy. Đây cùng các cháu đi trồng ngô mọi người ạ. Đấy mùa này là nước khô cạn quá cho nên là không trồng được ngô, nhưng chứ bảo không trồng thì cũng sang tháng tư đến đây rồi cũng phải trồng thôi, bởi vì mọi người ai cũng trồng hết rồi. Không trồng thì mình lại không có mẻ mén ăn. Đấy, cho nên là phải gieo hạt xuống đất thôi. Không biết mọc được hay không thì cái đấy còn phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu của ông trời. Đấy, còn mình trách nhiệm là mình phải gieo hạt xuống, xuống đất. Đấy, xem là gốc là mọc được thì mình sau này mình vun để phát triển. Còn cái nào mà dốc nào mà không mọc được, không nảy mầm được thì mình phải cấy lại. Đấy, để cho nó có cây thì mới có bát, mới làm được một mén ăn. Nhìn đây, đang đi đây, trồng rất là xa mọi người. Đấy, đây, tít trên này. Đây là các cháu để nghỉ nên là cũng phải đi hộ. Đấy. Đây là đứa cầm cái túi bóng trắng này, túi bao trắng này là cả của anh chú của mình nhé. Đấy, còn hai đứa con trai này là con trai của em gái. Đấy, còn hai đứa út của anh chú thì đang ở nhà với anh chú. Anh chú mà đang luộc rau, tí nữa sẽ lên đây hộ vợ lấp đất. Thế chó cho sáu là chó hao tiếng rồi. Ồ, cho nên giờ dù chỉ đó thì chưa có khó trò đó. Ồ, chứ bảo bây giờ chỉ khuyết lỗ, đào lỗ để trồng thôi. Bởi vì chuột nhiều quá. Ở đây thì trên này chuột có con, gọi không, ở đây gọi là chuột, nhưng đây là con sóc mọi người ạ. Con sóc ở rừng đây nhiều quá cho nên là có phải khuyết lỗ gieo hạt xuống thôi. Đấy, mình làm tốt quá thì nó lại đào hết, mình gieo hạt xuống thì nó lại đào hết lên. Đấy. Gia đình vậy anh chứ phải bảo vệ. Anh chứ thì đang đi đuổi gà bên kia. Đấy. Tức là gà sổng ra ngoài nên anh đang đuổi gà vào trong đây. Đấy. Còn các cháu và vợ con thì ra đây đi trồng hết rồi. Trồng ngô ở đây. Đấy, các cháu tí tuổi còn biết làm hết rồi. Ăn hết rồi, phá quá tụi mình nhỏ tao không muốn ăn tao xong rồi. Ê, tụi mới ăn gì xong rồi. Ê, sao tụi mới ăn gì xong rồi, bây mới ăn xong rồi. Ồ. Tụi lia mà muốn, tụi lia xuống lo tao đi xong rồi. Ờ. Đang hỏi là đây là hai con trai của em gái đây. Áo đỏ thì 8 tuổi, áo màu này là 7 tuổi. Đấy, cũng biết đi hộ nhà anh chứ để trồng ngô. Đấy, đầu lỗ trồng ngô rồi. Đấy, các cháu ở trên vùng cao này ít tuổi nhưng mà cũng biết làm hết rồi, cũng gọi là cũng đi phụ giúp được bố mẹ rồi mọi người. Đấy, còn so với các cháu ở dưới xuôi thì cũng hiện tại thì cũng gọi là mẹ cũng đang bón cơm.
cho ăn thôi, chứ ở trên này thì chỉ là ăn mềm mén thôi, chà nước lá mọi người ạ. Các cháu ở đây ăn rất tốt. Đấy, hơn như là các cháu ở dưới suối có cháu ngon thịt băm nhưng mà khoai đều nhiều như các cháu ở trên này. Đấy, lao động vất vả quen rồi, cho nên là làm việc rất là hiệu quả. Đấy. Vợ của tiên mình đâu? Bao giờ? Em bé chưa? Em bé Tú. À, cháu tên là Tú. Ôi, cả tỷ cha là? Cả tỷ bé á? À, cháu Tú thì học lớp 3 mọi người ạ. Đây là học lớp 3 rồi. Đấy. Cháu 8 tuổi học lớp 3 rồi. Đây, cháu phải khuét hết lỗ đây. Những cái lô để gieo hạt xuống mọi người. Đấy. Đấy, làm rất là hiệu quả đây. Đấy, tranh nhau cuốc để làm nương đây. Đấy. Cái này là để ngâm hạt giống ngô. Đây là phân kali, phân đầu trâu. Đây là hạt giống ngô. Trên này nó trồng cẩm lầu rồi. Trên này nó cẩm lầu rồi. Ồ, đây là hạt giống ngô ngô nếp mọi người ạ. Đây, đây anh chị trồng ngô nếp ở trên này. Đấy, mỗi một hố là 4 viên. Đấy, mỗi một hố là 4 viên thôi. Đấy, cái này cũng 4 viên. Đấy, trồng rất là, hàng rất là chuẩn. Mỗi một hố là 4 viên hết. Đấy. Đây, chị đang đi, đang cúng cháu ở đằng sau lưng nữa. Một tay thì đang rác hạt. Đấy, còn anh Chứ thì hiện tại đang đóng cửa nhà để cùng lên giúp chị nữa mọi người ạ. Đây, anh đang còn hai đứa cháu ở nhà. Một đứa ở đằng sau, một đứa ở đằng trước. Đấy. Để đúng con là vậy đó mọi người ạ. Rất là vất vả. Đấy. Đấy, hai tay mỗi người là, à mỗi tay là một cháu đây. Đấy. Đây, anh Chứ đây. Hai tay hai cháu đây. Đấy. Để đông con là vậy đấy, số vất vả lắm. Cứ khuyên anh Chứ là chỉ để 4 đứa thôi. Dù toàn gái nhưng mà dù sao vẫn là con mình cả. Trai gái là đều được. Đây. Mỗi một bên vai là một cháu. Đấy. Anh đang đến đây để phụ giúp mẹ, phụ giúp vợ. Anh Chứ này là không, anh Chứ này là không có tay lau mũi rồi. Chỉ có té son dừa. Không có tay lau mũi rồi. Hai tay hai bên rồi. Đấy, hai bên hai tay rồi. Vất vả quá nhờ. Rất là nghỉ nhiều. Rất là nghĩ nhiều à? Vâng. Con đông lắm. Chứ con đông quá à? Là không có tay để lau mũi à? À, không có tay lau mũi nữa. Ôi ô. Này thì vất vả quá nhỉ. Đấy. Đông như này đông vui mà ấy nhỉ. Thế này đông vui lắm. Cháu đừng trèo lên đá cao rơi nhá. Tí nữa ngã đấy, ngã đau lắm rồi nhá. Đá này rất là cứng đấy. Chuyển lên đá là ngã rất là đau đấy. Ở thấp thấp thôi. Đấy. Hai thằng này ở thấp thấp thôi. Đây, bác cho muốn thẳng một viên nữa. Ăn nốt cho hết kẹo đi. Nhá. Từ từ, bác bóc đã, bác bóc đã nhá. Bóc đã. Đây, mỗi người một viên nữa. Chú bóc xong rồi. Một viên thôi, một cái thôi. Một cái cho em chứ. Đấy, đây. Từ từ, cho em kia. Đúng rồi. Đấy, mỗi người một viên đây nhá. Ôi dồi ôi. Rồi rồi, bác thổi đã. Rồi, sạch sạch rồi. Sạch rồi, sạch rồi. Rồi, bác thổi sạch sạch rồi. Ăn nhá.
kiệu ngon ngon nhá, ở đây nhá, không khác gì để bố mẹ đi trồng ngô nhá. Đấy, phải như thế thì bố mẹ mới có thời gian đi trồng ngô nhá. Đấy. Anh Chứ đang đi đào lỗ để cho vợ rác hạt mọi người. Cho nên chị đó thì chỗ ha a han thiên xanh này rồi. Chị đó tại a khô khô ha chỗ ha này ha chị chưa cầu tôi cách này. Mà nhiều chị xanh lấy nhân nào chị đó chị khác. Chị đó chị khác. Bảo chị đó chị khác rồi. Chị đó mà thì chó này mà thì chị bóc khác họ từ. Đấy, chứ bảo là không là cỏ đây là để mọc như thế này thôi. Nếu mà mình làm sạch quá thì khi mình gieo hạt xuống thì con sóc nó sẽ bới hết ra mọi người ạ. Nên nó sẽ bới lên để ăn hạt, ăn hết hạt giống ngô. Nên cho nên là cứ phải cỏ phải để nguyên như thế này. Mình chỉ đầu lỗ để mình rác hạt xuống thôi. Thế thì là con sóc nó mới không biết là chỗ đấy là mình đang rác hạt ở đấy thì nó mới không ăn, nó không bấy lên. Nếu không là con sóc nó bấy lên hết mọi người ạ. Ô chó tao phát nè chó. Dạ. Chó tao tối cho nó mới. Ồ. Anh Chứ bảo tít trên kia. Cái chỗ nào mà là còn cỏ xanh xanh là đất của anh Chứ hết mọi người ạ. Tít bên kia luôn. Cái chỗ này khoảng 1 ha đấy. Rất là rộng đây. Mình sẽ... Đấy, bên rất là rộng. Vợ anh Chứ đang một cháu đằng sau đấy, một bao giống đằng trước nhé. Đây đang lên rác hạt ở đây trên núi này đấy, rất là rộng khoảng 1 ha mọi người. Ô khoa chó tí chó ta tí lâu rồi. Lâu. Ta ta nít chó kim đỏ vậy hả? Chó kim đỏ vậy. Là như vậy, trời ơi, cái chua đó. Ồ. Bên này là trồng ngô nếp đấy. Bên kia là chú vợ đang rác hàng xuống là trồng ngô tẻ. Đấy, bên này ngô nếp trắng mọi người ạ. Lúc đấy mà chín luộc thì rất là thơm ngon. Đấy, uống cái nước thì rất là ngọt. À, riêng ngô nếp ở trên này. Đây, chị trông em nhá. Chị trông em để cho bố mẹ đi trồng ngô nhá. Đấy, thêm trần nền tỏ. Đấy, bảo là chị trông em. Trông em. Đấy. Sợ em ngã nên là phải trông để bố mẹ đi trồng ngô được. Đấy. Đây, vợ đang làm tí trên kia. Đấy. Đây toàn núi về đá rồi mọi người ơi. Đất thì ít. Đá thì rất nhiều đây. Đấy, bà con ở trên này thì nói chung là sinh ra và lớn lên ở những núi đá như thế này rồi. Cũng quên dần rồi mọi người. Cũng không có gì là lạ nữa. Bởi vì nó là số định đoạt rồi. Bố mẹ mình ở đâu thì mình cũng phải ở đấy thôi. Đấy, nên là đây toàn đá là đá, đất thì ít. Một viên mà một gốc ngô thì phải mấy chục viên đá đây. Đấy. Nên là cũng phải chỗ nào mà có đất thì mình rác hạt xuống thôi. Nảy mầm được thì mình vun phát triển, còn không nảy mầm được thì cũng phải chịu thôi mọi người ạ. Thế bởi vì đây toàn đá nên là không biết chọn ở đâu để mình trồng nhé. Đấy. Em Chứ đang làm rất là nhiệt tình. Giúp vợ rất nhiệt tình. Các cháu thì ở đây.
Hôm nay là nói chung là muối cũng cũng không không lạnh mấy mọi người. Đấy, hôm nay nó phải vẫn rơi độ tầm khoảng hơn 10 độ nên là cũng ấm ấm nên là các cháu mới ra ngoài đồng này được, ra ngoài nước này được. Đấy, còn như mọi khi lạnh lạnh thì những cái chỗ vị trí ở đây, những cái chỗ này là rất là sương mù nhá mọi người nhá. Đấy. Mình cũng vừa đi chia sẻ tâm sự với gia đình anh chứ. Đấy, với lại vừa hộ anh chứ lấp đất ngô rồi. Xong rồi. Mình cũng xin ra về mọi người ạ. Và cũng xin kết thúc video. Đấy, cô ba anh chị xem video hay thì nhớ cho Mỹ Linh xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like để Mỹ Linh có động lực làm nhiều những cái video hay hơn. Đấy, để cho tất cả mọi người đều biết đến cuộc sống vùng cao ở quê Mỹ Linh. Đồng bào sống trên này là dựa vào núi đá mà sống thôi. Đấy, cho nên là rất là mong được mọi người nhớ một đăng ký kênh ủng hộ cho Mỹ Linh nhá, để Mỹ Linh ra những cái video tiếp theo đó sẽ hay hơn. Đấy, hiện tại bây giờ thì Mỹ Linh cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Mỹ Linh xin chào tất cả mọi người.